Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm ngày truyền thống nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm nay, tập thể thầy cô giáo và các em học sinh của trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, thị xã Vĩnh Châu còn phấn khởi chào mừng lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Sự kiện có ý nghĩa sâu sắc đối với đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh của toàn trường. Thời gian qua, trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục mà Đảng và Nhà nước đã giao, đào tạo nhiều thế hệ học sinh có phẩm chất đạo đức và tri thức tốt, góp phần xây dựng nền giáo dục ở vùng quê biển Vĩnh Châu tiếp tục phát triển. So với thời gian ban đầu chỉ có 5 phòng học với 3 lớp, đến nay về cơ ngơi trường Nguyễn Khuyến đã có 21 phòng học, 3 phòng thí nghiệm, 1 phòng máy chiếu và 2 phòng tin học. Các phòng học, phòng chức năng mới đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho hơn 1.600 học sinh ở từng năm học trong khoảng 5 năm trở lại đây. Số lượng giáo viên tự chủ chỉ đếm trên đầu ngón tay thì nay đội ngũ công tác chuyên môn là 96 giáo viên cùng ban giám hiệu và nhân viên công tác văn phòng, thì lực lượng của nhà trường đã hơn 100 người. Điều quan trọng là sau 30 năm, công tác dạy và học đã thuận lợi hơn rất nhiều và tạo được nền tảng cho xây dựng nguồn nhân lực ở địa phương. Thầy đã về trường công tác được 30 năm rồi. Thì nhớ lại từ cái hồi mới về đó thì trường chỉ vòn vẹn có 3 lớp và chỉ có 40-50 học sinh thôi. Thấy thì các em rất là tin tưởng nhà trường và học tập rất là tích cực học tập. Và về các thầy cô thì cũng rất là nhiệt tình trong cái đổi mới phương pháp dạy để làm sao cho các em đến nhà trường thì các em thu được cái kết quả cao nhất. Ở đây cũng có bạn bè thân thiết và những thầy cô luôn tận tình quan tâm để dìu dắt em từng bước để có thể đạt được những ước mơ trong tương lai. Cùng với việc xây dựng cơ sở vật chất, việc chăm bồi cho các thế hệ học sinh được quan tâm thông qua công tác bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên. Chính từ công tác này, hàng năm tỷ lệ học sinh khá giỏi của trường luôn đạt khoảng 20% tổng số học sinh toàn trường. Trong 5 năm trở lại đây, số lượng học sinh khá giỏi có sự gia tăng. Riêng năm học 2010-2011, nhà trường có hơn 26% học sinh khá giỏi. Số học sinh giỏi đạt danh hiệu cấp tỉnh cũng gia tăng từ những môn xã hội đến khoa học cơ bản. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học đạt trên 70% và số học sinh thi đậu vào các trường cao đẳng đại học luôn đạt trên 10% tổng số học sinh. Bản thân là vừa là cựu sinh của trường và hiện tại trở thành giáo viên thì đó cũng là một cái niềm vinh dự lớn. Thì bản thân hứa sẽ cố gắng phấn đấu để cho công tác giáo dục của thị xã nhà với trường. Nói chung là cố gắng đi lên. Thì nhà trường cũng tiếp tục duy trì những cái hoạt động mà mình đã làm được tốt trong cái thời gian vừa rồi. Ví dụ như là vẫn duy trì cái công tác là dạy phân luồng học sinh, đó là cái phân cái học sinh khá giỏi thì mình tiếp tục bồi dưỗng để các em có cái hướng là thi đổ vào các trường đại học, còn những em yếu kém thì mình lại tiếp tục phụ đạo cho các em để các em nắm vững cái kiến thức rồi vượt qua cái kỳ thi tốt nghiệp. Thứ hai nữa là về mặt chuyên môn thì nhà trường cũng tiếp tục cho các cái giáo viên họp các cái chuyên đề, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ với nhau, rồi tăng cường cái công tác là thao giảng dự giờ, hội giảng. Nhà trường cũng tổ chức những cái giao lưu với các cái trường bạn để nhằm để trao đổi những cái hay, những cái đạt được của các trường bạn để mình từ đó mình có rút kinh nghiệm. 30 năm đã qua, các thế hệ học sinh nối tiếp nhau trưởng thành với mái trường Nguyễn Khuyến. Ngôi trường ngày càng thay đổi với cơ sở vật chất hiện đại hơn. Cùng với sự quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, công tác giảng dạy và học tập của nhà trường tiếp tục phát triển. Để từ đó, sự nghiệp giáo dục ở thị xã vùng biển Vĩnh Châu có nền tảng vững chắc, góp phần xây dựng nguồn nhân lực cho tỉnh nhà.